người đàn ông bán thịt bị đâm tử vong. Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, người đàn ông bán thịt bị nghi phạm dùng dao đâm tử vong. Trao đổi với Vinh, chỉ huy công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra sáng ngày 12 tháng 11 tại phường An Sinh. Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nghi phạm đến trước cửa hàng bán thịt của nạn nhân. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Công an cho biết nghi phạm đã lấy dao bán thịt, đâm nạn nhân tử vong. Nghi phạm trước khi gây án có uống rượu. Người này bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Nạn nhân và nghi phạm ở cùng địa phương, chỉ huy công an thị xã Kinh Môn nói. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.